Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video là viết chữ tiếng Việt trên cái phần mềm Corel Video Studio này. Đây là cái phần mềm chỉnh sửa video mà rất được nhiều người đang sử dụng và chỉnh sửa video khá là mạnh. Thì cái viết chữ tiếng Việt ấy thì đúng thật là nhiều người mắc phải khi mới sử dụng những phần mềm này, bởi vì nó có cái cài đặt đấy nó hơi khác so với các cái phần mềm khác. Thì trước tiên bây giờ các bạn sẽ lấy một đặt một cái phông ở đây ra đây cho mình nhé. Đó, đây chữ tiếng Việt của nó như thế này. Ban đầu khi mà các bạn mở cái phần mềm Unity ra thì mặc định của Unity là bao giờ nó cũng là Unicode, thì các bạn sẽ chỉnh về cho mình là TCVN3 này, các bạn đóng lại đó. Thì để mà những cái máy mới khi mà chưa thì các bạn mà chưa cài phông cho nó ấy, đấy, thì sẽ không viết được, cho nên là các bạn sẽ lên đây tải cái phông về. Thì cái đường link mình sẽ để bên dưới cái phần mô tả của video, thì các bạn có nhu cầu thì lên download về nha. Đây là cái phông MBC đấy, thì các bạn cứ tải xuống, nó nhẹ thôi, nó 5-6 MB thôi. Thì mà khi tải xuống xong ấy, thì nó sẽ được một cái thư mục như này, phông ABC này, các bạn giải nén ra nó sẽ được cái chữ phông ABC này. Thì các bạn lấy copy hết những cái phông này cho mình, copy này đó, các bạn bấm vào C Windows. Thì trong thư mục Windows nó sẽ có một cái thư mục phông này, các bạn sẽ paste hết vào đây cho mình. Đó, thì như hiện tại là những cái phông .vn này là mình đã có paste hết vào đây rồi, cho nên là nó sẽ hỏi là mình có muốn paste nó không. Đó. Mình sẽ bỏ qua bước này để các bạn cứ paste vào trong cái thư mục phông ở trong ổ C cho mình nha. Đó. Khi mà xong thì các bạn reset lại máy, reset lại phần mềm để các bạn tắt đi. Các bạn bật lại phần mềm. Bây giờ mình sẽ lấy một cái quyển sổ ra, mình sẽ gõ tiếng Việt cho các bạn xem nha. Thì các bạn sẽ chọn một cái phông nào đó ở đằng trước có cái chữ là .vn cho mình. Đấy, có rất là nhiều kiểu chữ đây nó sẽ hiển thị ra sau khi là các bạn reset lại phần mềm và các bạn copy những cái phông này vào trong cái thư mục phông của trong hồ sơ rồi. Đó, có rất nhiều, đúng không? Và bây giờ các bạn bấm nha. Đây. Các bạn thích màu gì thì các bạn chỉnh màu. Đó.
À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.